Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy, và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con: Dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin người. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, một mặt Chúa Giêsu vẫn bảo rằng hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Nhưng rồi kết thúc của bài tin mừng, thầy Chúa lại bảo cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin người. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng ơn Chúa Thánh Thần quan trọng trong cuộc đời chúng ta, và cầu nguyện nó có nhiều tác động. Mình chúc tụng tạ ơn Chúa, rồi mình xin lỗi Chúa, và cuối cùng mới là cầu xin. Trong khi đó anh chị em có một thói quen vô cùng không hay, đó là mở miệng ra là cầu xin luôn. Lạy Chúa, xin ban cho con điều này, xin cho gia đình con bình an, xin cho chồng con hết quậy, xin cho con ngoan, thậm chí xin cho con đi thi đậu, không biết để làm gì. Không đâu, mình xin những điều đó khó được Chúa nhậm lời lắm. Mặc dù Chúa bảo rằng hãy xin thì sẽ được, nhưng chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều mà nó quan trọng cho linh hồn mình, những điều mà từ đó không gây hại đến đời sống, đến sự sống đời đời của mình. Và không có gì khác hơn, đó là chính Chúa Thánh Thần là quà tặng của chúng ta. Cho nên chúng ta cứ xin nếu cần, thế nhưng hãy để cho Chúa làm việc theo ý của Chúa. Đừng xin rồi buộc Chúa phải nghe mình. Tôi vẫn lấy câu chuyện là câu chuyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần á. Anh chàng Aladdin có cây đèn thần, xong rồi anh ta cầm cây đèn thần lên, anh ta vuốt một phát, ông thần đèn nhảy lên. Cần gì? Ta cần một ngôi nhà. Nhắm mắt lại đi, mở mắt ra, thế là đứng trong ngôi nhà. Cần cái gì một phát nữa, vuốt cây đèn cái thì ông thần đèn nhảy lên. Cần gì? Ta cần một cô vợ. Nhắm mắt lại đi, mở mắt ra, hay có cô vợ ngay. Anh chị em hiểu, nghĩ sao về ông thần đèn ấy? Hả? Hóa ra ông thần đèn là một tên nô lệ của anh chàng Aladdin. Nó muốn gì là phải học tóc chạy theo làm cho nó. Và người Công giáo biến Chúa mình thành một tên nô lệ của mình y như vậy. Lạy Chúa, xin cho con có nhà. Lạy Chúa, xin cho con có việc làm. Lạy Chúa, xin cho con có sức khỏe.
Giờ không có sức khỏe thì sao? Giờ không có việc làm thì sao? Nếu mà Chúa không nghe mình, Chúa không cho mình có sức khỏe, Chúa không cho mình có việc làm, thì có người bỏ đạo đấy. Trời ơi, tôi giữ đạo bao nhiêu ngày tháng mà tôi vẫn đói thế này. Con tôi bị đi tù thế kia. Nhiều người bỏ đạo đấy. Mình biến Chúa thành tên nô lệ của mình. Chúa không thèm làm nô lệ cho mình. Chúa làm Chúa mình. Mình bỏ Chúa. Rõ ràng cái kiểu cầu xin của Aladdin và cây đèn thần ấy, ông thần đèn nghe răm rắp không dám cãi một lời nào. Người công giáo buộc Chúa cũng nghe mình răm rắp. Chúa không được quyền làm theo ý Chúa y như vậy. Hóa ra mình biến Chúa thành nô lệ của mình. Lẽ ra con người phải lắng nghe ý Chúa, thì đằng này con người buộc Chúa nghe ý mình để chạy theo mọi nhu cầu mình thấy là cần. Có khi những nhu cầu ấy chỉ là thứ ở trên trần thế này. Tôi ít nghe ai cầu nguyện thế này lắm. Tôi xin gợi một vài lời cầu nguyện cho anh chị em và cho các bạn trẻ đây. Thí dụ, lạy Chúa xin cho con có đức tin. Xin Chúa cho gia đình con, mọi người trên thuận dưới hòa biết cùng nhau thờ Chúa, giữ lề luật của Chúa, giữ đạo cho tốt. Tôi ít nghe có ai cầu nguyện theo kiểu là lạy Chúa xin tha tội cho chúng con, cho bản thân con, cho chồng con, cho vợ con. Ít có ai xin Chúa là lạy Chúa xin Chúa chúc lành cho công việc này của con. Và nếu công việc này không thuận ý Chúa thì Chúa hãy soi sáng để con biết làm việc thuận ý Chúa hơn. Tôi ít có e nghe ai cầu nguyện như vậy lắm. Tôi rất ít và càng hình như không nghe ai cầu nguyện xin Chúa ban cho mình đức tin, xin Chúa ban cho mình lòng mến Chúa ngày một nhiều hơn. Ngày hôm nay sẽ không bằng ngày mai, ngày mai sẽ tin Chúa, sẽ thánh thiện hơn ngày hôm nay. Xin Chúa ban cho ngày mai con càng thánh thiện, càng sống trong cuộc đời này thì càng thánh thiện hơn. Tôi cũng không có nghe ai xin Chúa thế này cả. Lạy Chúa xin cho chúng con được ơn chết lành trong giờ chết. Xin Chúa đón rước linh hồn con. Anh chị em cầu nguyện như thế đi, tôi ủng hộ lắm. Tôi ghét những ai cầu nguyện xin Chúa cho nhà con heo nó đẻ chục con. Tôi ghét lắm. Mà chúng ta dám cầu nguyện với Chúa điều ấy đấy. Chúa cho mình có con heo đẻ 5 con thì sao? Bỏ Chúa à? Kiểu cầu nguyện của chúng ta, cái kiểu cầu xin chứ không phải cầu nguyện đấy, nó trở thành một lề thói mà từ đó sẽ dẫn ta đến mất đức tin như không. Nếu ta không đạt được ơn Chúa như mình đòi, thì xin Chúa ban cho chúng ta ơn Chúa Thánh Thần. Như hôm nay Chúa nói trong phần kết thúc của bài tin mừng, Chúa không hứa ban gì khác, Chúa lại hứa Cha trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những ai xin Người. Xin cho chúng ta biết cầu xin ơn Chúa Thánh Thần hỗ trợ mình. Xin ơn Chúa Thánh Thần giúp mình sống một đời sống con cái Chúa cho thật tốt. Xin cho tất cả mỗi người chúng ta biết lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần và cộng tác với Ngài, để cuộc đời mình trổ hoa kết trái trong đường công chính, trong sự thánh thiện. Anh chị em cứ việc xin cho con ơn công chính, cho con ơn thánh thiện, và hãy giảm bớt đi việc cầu nguyện cho con học giỏi, cho gia đình con không có đánh nhau. Mình cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, mỗi người trong lòng mình có Chúa Thánh Thần rồi sẽ không đánh nhau nữa đâu. Còn mình cầu xin đừng có đánh nhau, mà không có ơn Chúa Thánh Thần đánh tiếp chắc chắn. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta được ơn Chúa Thánh Thần để mình phân định điều cần phải thưa với Chúa và điều gì mình phải sống cho Chúa. Đó là điều cần thiết trong cuộc đời mình.